em có thấy cái màn hình của thầy không? Mà Dạ chưa thầy ơi. chưa hả? Rồi bây giờ thầy nói lại nè. Bây giờ ở đây á, là mình nói về cái cách tìm nghiệm riêng của phương trình không thường nhất. Thì các em nhớ là cái phương trình không thường nhất và cái phương trình mà cái vế phải của nó là khác không. Thì ở đây mình sẽ là tìm nghiệm riêng của phương trình này bằng cái phương pháp gọi là hệ số bất định. Thì cái phương pháp này đó thì mình sẽ cần nhận dạng cái dạng của Fx. Thì ở đây đó mình xét cái trường hợp thứ nhất là Fx nó có cái dạng là một cái hàm mũ. Hàm mũ là e mũ alpha x đó, và một cái hàm đa thức, tích của cái hàm mũ và một hàm đa thức. Nếu như ở trong cái Fx mà nó không không có cái hàm mũ thì mình hiểu mặc định nó là cũng là e mũ alpha x nhưng mà với alpha bằng không. Không, ví dụ như là cái Fx nó sẽ có dạng thế này, Fx bằng là x bình phương cộng 2, thì cái này nó chính là đa thức nè. À, nó chính là đa thức bậc 2. Đấy. Và mình coi ở đây đó là coi coi như là cái e mũ alpha x đó. E mũ alpha x đó, nó chính là e mũ không x, tức là nó bằng 1. E mũ không x bằng 1. Đấy. Nếu mà cái fx nó chỉ có cái này thôi thì mình coi là cái alpha bằng 0. Alpha này bằng 0. Và nếu như mà cái Fx á, mà nó sẽ có cái dạng hàm mũ mà nhân cho đa thức như thế này á, thì cái nghiệm riêng của phương trình không thường nhất này đó nó cũng sẽ có cái dạng giống như thế. À, giống như thế, tức là nó cũng là hàm mũ nhân cho một cái đa thức. Cụ thể như sau. Nếu như trong cái hàm mũ này đó, trong cái hàm mũ này, trong cái alpha x này nè. Alpha x này nè. Mà nó có cái chữ alpha, mà alpha nó không phải là cái nghiệm của phương trình đặc trưng. Mưa khách lên ơi. Rồi chúng ta tiếp tục nha, tại vì đang dạy nửa chừng cái trời mưa. Bùi Lam Anh à. Thì bây giờ thầy nói cái trường hợp thứ nhất á, nếu như mà cái alpha đó nó không phải là nghiệm của phương trình đặc trưng thì lúc này á, là cái nghiệm riêng của cái phương trình không thường nhất nó sẽ có dạng giống y như cái Fx luôn. Tuy nhiên cái QNL này, QNX này là một cái đa thức mà nó cùng bậc với cái BNX. Tại vì cái BNX là một cái đa thức mình đã biết rồi, còn cái QNX là cái đa thức mà mình chưa biết, mà nó chỉ còn những cái mình chỉ biết cái bậc nó thôi, còn cái những cái hệ số của nó mình chưa biết. Cho nên là khi mà mình sẽ lấy cái Y0 này nè, Y0 này mình đạo hàm lên cấp 2, mình mới thế chữ ngược vô cái phương trình này. Thấy không? Thế chữ ngược vô cái phương trình này. Đó. Và mình sẽ cân bằng cái hệ số hai bên. Cân bằng cái hệ số hai bên, tức là
Ví dụ như bên đây nó có AX bình phương rồi cộng BX cộng C, còn bên kia thì nó sẽ có là X mũ 2 rồi cộng 5X cộng 1 chẳng hạn. Thì lúc này mình sẽ cân bằng đó, thì cái A này nè nó sẽ bằng cái hệ số trước X bình phương, tức là bằng 1, tức là chỗ này mình sẽ suy ra là A bằng 1 không? Và B nó bằng 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 5 và C nó bằng 1 đấy. Thì cái mình cân bằng như thế mình sẽ tìm được cái ABC của cái thằng QNX này, của QNX này không? Đó thì cái cách tìm này đó là mình gọi là cái phương pháp hệ số bất định đó. Thì cái trường hợp mà alpha nó không phải là nghiệm của phương trình đặc trưng á, thì cái dạng của nghiệm riêng á, dạng của nghiệm riêng thì nó giống như cái dạng của FX, giống cái dạng của FX thôi. Nhưng mà cái QNX này đó là mình chưa có biết cái hệ số của nó, và mình phải phải tìm được, mình sẽ tìm được thông qua cái phương pháp hệ số bất định. Đấy chưa? Đấy. Còn trong trường hợp mà alpha là cái nghiệm đơn của phương trình đặc trưng, chẳng hạn như phương trình đặc trưng này nó có nghiệm là 1 với 2, thấy không? Nghiệm là 1 với 2 tức là hai cái nghiệm đơn. Và alpha nó là 1 thôi chẳng hạn. Thì lúc này cái nghiệm riêng của phương trình thông thường nhất á nó cũng có cái dạng giống như thế, nhưng mà mình phải nhân thêm một cái chữ x vô. Nhân thêm cái x vô. Thấy không? Nhân thêm một cái x vô. Và cũng như trên á, thì khi mà mình tìm được cái y không cái dạng này nè, thì nó còn phụ thuộc vào cái QN. Và nếu như mà các hệ số của QN xác định được thì mình sẽ được cái y không, đúng không? Và mình cũng thế, mình tìm cái QN này bằng 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 cách là mình sẽ tính đạo hàm của nó, của y không này đến cấp 2, và mình thế vô cái phương trình ban đầu. Phương trình của mình nó chính là phương trình này. À, phương trình này. Đó, thì lúc này đó chúng ta sẽ tìm được cái QN. Còn cái trường hợp thứ thứ ba, nếu alpha là nghiệm kép, chẳng hạn như cái phương trình đặc trưng của mình nó ra được là một chỉ ra được cái nghiệm kép là k bằng 1 thôi, và alpha lại ngay lúc mà alpha này nó lại bằng 1 nữa, thì lúc này đó cái nghiệm của phương trình đặc trưng nó phải nhân thêm cái x bình phương vô. À, tức là nó cái phần sau này nó cũng giống như cái fx, thấy không? Giống như cái fx này, nhưng mà nó sẽ nhân thêm cái x bình phương vô, nhân thêm x bình phương vô đó, và nhân x bình phương, và sau đó là mình muốn tìm cái QN này mình cũng đạo hàm cái thằng này đến cấp 2 và mình thế vô đây. Đó là cái trường hợp mà fx mà nó có dạng là hàm, một cái hàm mũ nhân với hàm đa thức. Còn cái trường hợp thứ hai là cái fx nó vừa có là hàm mũ, rồi nó vừa có cái hàm đa thức, mà nó vừa có cái hàm lượng giác ở trong đó nữa, thấy không? Đó. Fx mà nó vừa có hàm mũ, mà nó vừa có hàm đa thức, mà nó vừa có nhân với cái hàm lượng giác nữa. Thì ở trong đây đó, thì giả sử như trong đây đó là cái giữa cái BN và QM này á, là nó có cái mình lấy cái đa thức bậc cao nhất của nó đi, chẳng hạn như trong đây nó bậc nó là bậc 3, giữa hai cái này á, là cái bậc cao nhất là bậc 3, thì mình lấy L làm cái số 3, à, tức là cái số bậc cao nhất trong hai cái đa thức này. Lúc này mình sẽ xét hai trường hợp. Thì lưu ý ở đây nó có hai cái số alpha với beta. Hai cái số alpha với beta. Alpha là cái này, rồi beta là cái này. Mà có hai số alpha beta thì mình sẽ suy ra được là alpha cộng y beta là cái số phức tương ứng. Với cái số phức tương ứng này, nếu mà nó là nghiệm của không phải là nghiệm của phương trình đặc trưng á, thì là cái nghiệm riêng của cái phương trình không thường nhất á, phương trình không thường nhất và phương trình này. Đó, nên cái dạng nó cũng giống như cái fx, dạng nó cũng giống như fx, nhưng mà lưu ý là cái đa thức mà mình lấy ở trong đây ấy, là nó phải là cái bậc của nó là phải là mắc, là mắc của m với n. Đó. Ví dụ trong đây là cái b b này là bậc bậc 2, q này bậc 3,
thì cái R này phải lấy bằng 3 hết, bằng 3 hết. Và do đó thì khi đó mình đạo hàm đến cấp 2, mình thế vô trở trở ngược lại cái phương trình ban đầu, thì mình sẽ tìm được là gì, tìm được cái hệ số của R này. Đó. Còn nếu như alpha cộng y beta nó là nghiệm của phương trình đặc trưng á, thì mình phải nhân thêm cái chữ x vô, và mình cũng làm y như trường hợp ở trên. Thì bây giờ đó thì mình đi vào cụ thể, mình sẽ đi tìm cách giải cái phương trình này. Thì lưu ý là khi mà giải cái phương trình đó, vi phân tuyến tính cấp 2 với hệ số hằng số, thì trước tiên là mình phải giải cái phương trình thường nhất. Mà để giải phương trình thường nhất đó, thì mình lấy cái phương trình đặc trưng nó ra, đúng không? Thì ở đây đó là cái phương trình đặc trưng của nó là phương trình này, phương trình đặc trưng nó là phương trình này. Lên nè, coi trời nắng anh em ra lên phơi lại đi con, trời nắng anh em đồ lên phơi lại. Bạn hiểu là xin 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 về quê hả? Alo. Chắc ở quê bạn có việc hay vậy? Nghĩ thì cũng không sao, tại vì thầy có quay màn hình lại, có gì nữa mình bổ sung. Rồi. Thì bây giờ mình tiếp tục ha. Thì em thấy là cái phương trình đặc trưng của cái phương trình số 3 này đó, thì nó là có nghiệm kép. Nghiệm kép mà mình nhớ lại là cái trường hợp mà cái phương trình đặc trưng của nghiệm kép á, thì hai cái nghiệm độc lập tuyến tính của cái phương trình thường nhất á, nó sẽ là gì, là y một nó bằng là e mũ kx, tức là e mũ x, đúng không, e mũ x. Còn y hai á, y hai thì nó sẽ bằng là y hai nó bằng là x nhân cho e e mũ x hai. Đó thì khi đó thì cái y một mình nhân cho c, y hai mình cũng nhân cho c, thì lúc này mình sẽ được cái nghiệm tổng quát của phương trình thường nhất nè. Phương trình này gọi là phương trình thường nhất nè, nghiệm tổng quát của nó là này, đúng chưa? Đó thì cái bước thứ nhất là tìm nghiệm tổng quát của phương trình thường nhất là xong. Bây giờ cái nghiệm tìm nghiệm riêng của phương trình không thường nhất á, tìm nghiệm riêng thì mình bằng cách làm như sau. Thì bây giờ mình thấy là cái fx của nó là bằng cái gì, chỗ này fx của nó là gì, là x cộng 1. X cộng 1 thì nó chỉ có đa thức thôi, tức là nó không có cái phần e mũ alpha gì đó, nhưng mà ở đây á, thì mình sẽ nghe coi như là nó có e mũ alpha, mà alpha nó bằng không, đúng không, tức là e mũ không x, e mũ không x là bằng 1 rồi. Còn còn cái đa thức này là đa thức bậc 1, thấy không? Thì các anh chị lưu ý đó, thì cái đa thức bậc 1 á là mình ký hiệu là B1X đó. B1X. B1X thì nó sẽ là AX cộng B. Cái dạng nó thế này. Đấy, còn B2X á thì nó sẽ là AX bình phương. AX bình phương. Cộng cho là BX. BX và cộng cho cộng cộng cho C. C đấy. Thì ở đây đó là đây là đa thức bậc 1, cho nên là khi cái nghiệm tổng quát của cái phương trình đặc trưng đó, nó sẽ có cái dạng giống cái fx này. Thì cái fx này nó chỉ có đa thức bậc 1 thôi, đúng không? Fx này chỉ có đa thức bậc 1 thôi, cho nên là cái nghiệm riêng của phương trình đã cho này nè, nó cũng sẽ có cái dạng giống giống của cái fx này, giống fx này, tức là cũng là đa thức bậc 1, nhưng mà đa thức bậc 1 tổng quát, đa thức bậc 1 tổng quát có nghĩa là y bằng ax cộng b, và cái a này mình chưa biết, a này chưa biết nè, a và b chưa biết, và mình phải tìm ab này bằng cách là mình sẽ đạo hàm cái thằng lên đến cấp 2,
đạo hàm này lên cấp 2, rồi mình thế vô cái phương trình số 3, phương trình trên đây, mình thế vô đây. Thấy không? Thì cái này là y bằng ax cộng b, thì khi mình đạo hàm cấp 1 đó, thì nó ra là số a. Và đạo hàm cấp 2 thì nó ra bằng 0. Và cho đó mình sẽ thế lên đây. Thế đây chỗ này đạo hàm cấp 2 thì mình thế bằng số 0 đúng không? Và đạo hàm cấp 1 đó là mình thế bằng chữ a, vậy thì chỗ này nó sẽ là trừ 2a. Trừ 2a nè, thấy chưa? Trừ 2a đạo hàm cấp 1 nè. Còn cái chỗ này là y đó, thì mình thay bằng ax cộng b. Ax cộng b, còn b bên với phải của nó vẫn là fx đúng không? Vẫn là fx. Và mình gom chung lại thì ở bên đây á, ở bên đây là một cái đa thức bậc 1 mà hệ số đi với x á, hệ số đi với x là a. Còn bên đây là hệ số đi với x là 1. Cho nên ở đây mình sẽ suy ra được a bằng 1 đây, a bằng 1. Còn cái hệ số tự do bên đây đó, nó gồm có b và trừ cho 2a. Tức là trừ 2a cộng b đó. Trừ 2a cộng b, bên đây là trừ 2a cộng b, còn bên kia là hệ số tự do nó bằng 1. Và cho nên đó là mình sẽ được cái hệ này. Và chỗ này mình giải ra mình được a bằng 1, rồi mình thế xuống dưới thì mình sẽ được b bằng 3. Và do đó đó, do đó là y không nó sẽ bằng x cộng 3. Đó. Sau khi mình được y không á thì mình sẽ suy ra được cái nghiệm tổng quát của phương trình, cái phương trình số 3, phương trình mà đề nó cho đó, phương trình nó đề nó cho là phương trình này. Không? Đề nó cho là phương trình này. Thì cái nghiệm tổng quát của nó là cái này, y ngang này. Y ngang này, cái này là nghiệm cái thằng này đó, thằng này nó là nghiệm của gì? Nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất. Còn cái này là nghiệm riêng của phương trình không thuần nhất. Đúng chưa? Đó. Thì cộng lại thì nó ra là nghiệm tổng quát của phương trình không thuần nhất luôn. Đó. Thì bây giờ mình đi nghiên cứu tiếp cái ví dụ ví dụ 3.12. Thì đây là phương trình di phân tuyến tính cấp 2 với hệ số là hàng số. Thấy không? Thì ở đây mình ký hiệu là phương trình số 4. Trước tiên đó là mình xét cái phương trình đặc trưng. Phương trình đặc trưng đó thì nó sẽ là k bình phương rồi trừ 3k, số số trừ 3 này mình đem xuống nè, rồi cộng 2. Chỗ này mình bấm máy tính nghe không, rồi đứa nào có máy 570 á, 570 ES thì mình cũng bấm được không. Đây mod mod 5 nè, mod 5 rồi chuỗi tên xuống mình chọn số 1 và bấm phương trình bậc 2 đó. Thì ở đây là hệ số tương ứng nó là 1 nè, rồi trừ 3, rồi 2 đó. Thì nó ra được nghiệm 2 với nghiệm 1 nè, x bằng 2 x 1, k bằng 2 k bằng 1, tức là hai nghiệm đơn đúng không, hai nghiệm đơn. Cho nên là hai cái nghiệm riêng của nó là gì, hai cái nghiệm riêng của nó là y1 bằng e mũ x và y2 bằng e mũ 2x, là hai nghiệm độc lập tuyến tính của cái phương trình thường nhất này. Phương trình thường nhất là phương trình đây đó. Cho nên là nghiệm tổng quát của nó thì chỗ e1 đó mình sẽ nhân c1, e2 nhân c2 vô thì được nghiệm tổng quát đó. Tức là mình sẽ được nghiệm tổng quát của cái phương trình không thường nhất. Rồi bây giờ mình sẽ tìm nghiệm riêng của cái phương trình không thường nhất, tìm nghiệm riêng của phương trình này. Và mình sẽ lấy cái fx ra mình phân tích. Thì fx của mình á nó có gồm có là e mũ x rồi nhân cho trừ 4x cộng 3. Đấy, thì cái này đó thì có nghĩa là fx thì nó có dạng là gì? Fx là nó sẽ có dạng hàm mũ nhân với đa thức. Mà hàm mũ này đó là dạng là e mũ alpha x và alpha bằng 1. Còn cái bx này đó, bnx là nó là đa thức bậc 1, cho nên n ở đây bằng 1. Thấy không? Và mình thấy alpha bằng 1 á, nó lại là nghiệm, một nghiệm đơn của phương trình đặc trưng. Đặc trưng, chữ đặc trưng. Đó là nghiệm nghiệm đơn của phương trình đặc trưng. Tại phương trình đặc trưng ở đây mình có hai nghiệm đơn là 1 với 2 nè. Và cái alpha này nó vô tình đó là nó trùng ngay cái số 1 này. Đấy, cho nên cái nghiệm riêng của cái phương trình không thường nhất á, nó sẽ có cái dạng giống như cái fx này. Giống cái fx này nhưng mà phải nhân thêm cái chữ x vô. Thấy không? Đó, thì em thấy ở chỗ này mình
mình có là cũng là e mũ x rồi nhân cho một cái đa thức bậc 1 là ax cộng b, nhưng mà chỗ này là do cái alpha bằng 1 là nghiệm đơn của phương trình đặc trưng, cho nên chỗ này mình nhân thêm chữ x vô. Nhưng mà để dễ tính đạo hàm đó thì cái x này mình nhân vô đây luôn, x này mình nhân vô đây luôn thì nó trở thành là a x bình phương cộng b. À, cái công việc tiếp theo á, là mình phải tìm AB, mình phải tìm cái AB này đó. Thì ở chỗ này đó, là mình sẽ lấy cái thằng y không này nè, cái y không này mình sẽ đạo hàm lên tới cấp 2. Đầu tiên là mình đạo hàm cấp 1 mình được cái này, đạo hàm cấp 1 được cái này. Tại sao được cái này? Đó, thì cái này là hàm tích u nhân v đạo hàm đúng không? U nhân v nè, u nhân cho v thì u nhân v là đạo hàm đó, thì nó bằng là u phẩy nhân cho v và cộng cho v phẩy nhân cho u đấy. Thì u u phẩy đó là e mũ x rồi nhân v tức là nhân cho a x bình phương cộng cho gì, cộng bx. Còn v phẩy á, là v phẩy là cái thằng này đạo hàm nè, thì mình sẽ có là a x bình phương đạo hàm thì nó ra là 2 a x và cộng cho b rồi nhân cho gì, nhân cho e mũ x đó. Thì bây giờ mình sẽ gom e mũ x làm thừa số chung, e mũ x làm thừa số chung thì lúc này nó sẽ còn a x bình phương rồi cộng cho b x rồi cộng thêm 2 a x rồi cộng cho b đó. Và tính đạo hàm cấp 2 á thì mình lại sử dụng công thức u nhân v đạo hàm nữa, thì lúc này đạo hàm cấp 2 nó sẽ ra cái này. Cái này các em kiểm tra lại thầy ha. Và sau khi tính được đạo hàm cấp 2 rồi đó, mình sẽ thế trở ngược lên cái phương trình số 4 này. Đó, chỗ nào nó có y 2 phẩy, chỗ nào nó có y 2 phẩy thì mình sẽ thay y không 2 phẩy vô, y không 2 phẩy vô. Thấy không? Thì có em thắc mắc là tại sao thế vô y không 2 phẩy, rõ ràng nó có e mũ x mà. Trong khi thế vô đây nó mắc e mũ x rồi. Mình chỉ thế cái khúc này thôi, tại vì cái e mũ x bên đây cũng e mũ x, bên bên phải nó cũng e mũ x, cho nên mình bỏ e mũ x hai vế. Thật ra mình chia cho e mũ x hai vế thôi, thấy không? Cho nên là coi như mình chỉ cần thế cái phần đa thức này vô thôi, chỗ y hai phẩy mình thế phần đa thức này vô à, chỗ này là y hai phẩy nè, còn cái chỗ y phẩy là mình sẽ thay nguyên cụm này vô này, thay nguyên cụm này vô. Thấy không? Ở trên là của mình là trừ trừ 3 y phẩy đúng không, trừ 3 y phẩy nè, rồi cộng 2 y. Chỗ nào có y á, thì mình sẽ thay y không vào, chỗ nào có y phẩy á, mình thay y không phẩy vào, và chỗ nào có y hai phẩy thì mình thay y không hai phẩy vào đó. Và sau đó mình sẽ gom lại, thì em lưu ý là chỗ này là a x bình phương nè, rồi chỗ này là cộng 2 a x bình phương là 3 x bình phương trừ 3 a x bình phương mất, cho nên là cái chỗ mà x mũ 2 là mất, chỉ còn cái x mũ 1 thôi. Lưu ý x mũ 1 chỗ này là nhiêu, b 1 bx không, 1 bx, 1 bx. Thì bây giờ chỗ này mình nhân cái số 3 này nó trừ 3 bx, trừ 3 bx nè, 1 mà trừ 3 còn trừ 2 bx đúng không, trừ 2 bx đó, thì cái chỗ này nó có 2 bx nữa cộng là mất. Vậy thì cái bx này nó cũng đơn giản mất rồi. Đấy. Vậy thì lúc này nó còn là đây là 4 ax nè, 4 ax, và chỗ này nếu mà nhân số 3 vô là nó trừ 6 ax. Đúng không? 4 mà trừ 6 là còn trừ 2 ax, trừ 2 ax đây. Thấy không? Trừ 2 ax đây. Còn cái hệ số tự do đó thì ở đây mình sẽ có 2b. 2b. Rồi chỗ này số trừ 3 này nhân vô đây là trừ 3b. 2b và trừ 3b thì nó còn là trừ 1b. Còn a đó thì chỗ này là 2a. 2a bên đây không có 2a, vậy thì có hệ tự do, thì hệ số tự do nó là 2a trừ b thôi. Đó. Còn ở bên đây đó, nó vẫn là gì? Trừ 4x cộng 3. Đó. Thì ở đây mình sẽ cân bằng hai cái. Cân bằng hệ số hai bên. Thì cái hệ số đi với x ở bên đây đó là nó là trừ 2a. Còn hệ số đi với x ở đây đó là trừ 4. Đúng không? Vậy thì mình sẽ được là trừ 2a bằng trừ 4. Còn cái hệ số mà không đi với x bên đây đó là nó nguyên cái cụm này nè. Hệ số không đi với x bên bên phía trái là nó nguyên cụm này, còn hệ số mà không đi với x bên đây đó là nó số 3 thôi. Vậy là trừ 2a trừ b nó sẽ bằng 3.
và mình cân bằng hai bên nên mình giải hệ trình ra mình được a bằng 2 và b bằng 1. Mà có a bằng 2 b bằng 1 và mình thế trở ngược là cái y không này, y không này để thì chỗ này mình sẽ thay vào số 2, b mình thay bằng 1. Vậy thì y không nó sẽ bằng e mũ x nhân cho 2x bình phương cộng x. Thấy không? Sau khi có y không rồi đó thì mình sẽ mình sẽ cộng với y ngang. Thấy không? Cộng với y ngang thì mình sẽ được cái nghiệm tổng quát của phương trình 4. Chỗ này mình ký hiệu y thôi. Hiệu y thôi. Chỗ này là ký hiệu y thôi, khỏi y ngang. Đấy thì trên đây là thầy vừa hướng dẫn hai cái ví dụ mà liên quan đến cái phương pháp hệ số bất định ha. Thì chúng ta giải lao một tí rồi chúng ta sẽ phân tích thêm một số ví dụ nữa.